Xin chào các anh chị đã đến với kênh. Hôm nay thì mình sẽ làm món sườn mình ướp sả ớt nha. Thì để làm món sườn ướp sả ớt ở đây thì mình sử dụng là 4 ký sườn. Sườn này thì mình sử dụng cái loại là sườn ba chỉ đó các anh chị. Và mình để nguyên cái miếng sườn này luôn nha. Ngoài cái phần miếng sườn này ra thì ở đây thì mình sử dụng thêm là cái phần bột ớt. Bột ớt này thì tùy thích đó, mình thích cay thì mình cho nhiều, còn không thích cay thì mình cho ít nha. Và mình sử dụng thêm là cái phần sa tế nha các anh chị. Ngoài nguyên liệu đó thì mình sử dụng thêm là tỏi, hành hoặc là sả. Sả mình có thể là mình sử dụng sả cây hoặc là mình sả bầm cũng được. Và mình sử dụng thêm là ở đây là bột cà ri. Thì mình sử dụng thêm ha, để cho cái món sườn của mình nó thêm thơm. Ngoài những gia vị này ra thì mình sử dụng thêm là đường, hạt nêm nè, rồi muối nè, bột ngọt nè, rồi mình có thích đó, sữa tươi á, để cho nó thơm thì mình sẽ cho một ít sữa tươi và rượu nha. Rượu ở đây thì mình sử dụng rượu trắng nha các anh chị. Trước hết miếng sườn này thì mình sẽ thái ra rồi mình đem đi rửa cho sạch nha. Sườn ở đây thì mình sẽ thái mỏng dày gì tùy thích ha. Thì mình thái dày thì khi mình chiên á, hoặc là mình phơi, hoặc là các bạn chị mình không phơi thì mình có thể là mình để trong cái ngăn lạnh, ngăn đá của tủ lạnh á, mình để mình dùng ăn dần ha. Thì ở đây thì mình sẽ thái ra dài, cộng này miếng sườn này nó hơi dài cho nên hình hồi mình sẽ cắt ra hơn nữa nha các chị, hơn nữa bên đây để mình làm cho nó dễ á. Các con sườn này ra dày nè các chị. Phần thịt này mình đã thái mỏng ra nè các anh chị. Bây giờ thì mình sẽ đem đi mình rửa sạch và mình để cho ráo nước nha. Thịt này mình rửa cho nó sạch lại với nước chanh hoặc là nước muối thì cũng được luôn nha các anh chị. Sau đó thì mình sẽ đem đi để cho nó ráo rồi mình bắt đầu công đoạn là mình ướp. Mình rửa thịt mình để cho ráo nước rồi bây giờ thì sả này á các anh chị. Thì mình sẽ xắt ra sả và tỏi, có củ hành thì mình cho luôn củ hành tím cũng được luôn nha. Thì mình sẽ xắt cái sả này ra như thế này nè. Rồi mình tỏi này mình cũng xắt ra luôn để mình xay cho nó nhuyễn á. Các anh chị nào thích lấy nước thì mình lấy nước, còn nếu không thì mình sẽ bầm nhuyễn á, rồi mình cho trực tiếp vào trong thịt luôn cũng được. Ở đây thì mình hôm nay thì mình sẽ làm là mình sẽ lấy cái phần nước nha. Sau đó thì mình sẽ pha cái phần nước để mình ướp nha các anh chị. Ở đây nếu mình sử dụng, ở đây thì mình sẽ sử dụng 50g muối hột hoặc là muối bọt. Nếu mà muối hột thì mình sẽ đâm nhuyễn ra nha. 50g muối này thì tương đương với 2 muỗng cà phê đầy. Nếu các anh chị nào mà chúng ta thích ăn mặn hơn thì mình có thể là mình tăng cái lượng muối nha. Đó, 2 muỗng đầy luôn đó các anh chị. Muỗng cà phê mình sử dụng loại cà phê lớn. Mình sử dụng đây là 50g muối nha. Mình sử dụng rượu trắng hay rượu may là quế lộ gì cũng được. Ở đây thì mình sử dụng một muỗng cà phê rượu trắng nè. Hồi nãy là mình xay cái phần sả và cái phần tỏi á. Sả thì mình sẽ xay khoảng là 4-5 tép để cho nó thơm á. Rồi sau đó thì tỏi thì mình sẽ xay một nhiều một tí nha. Tầm khoảng là 2 muỗng, mình cho một ít nước vào á các chị. Khoảng là 2 muỗng đầy luôn á. Mình cho 2 muỗng đầy. Mình lấy cái phần nước tỏi và sả là 2 muỗng đầy nha. Sau đó thì cái ớt bột này cũng tùy thích ha. Mình sẽ cho ở đây là tầm khoảng là 2 muỗng ớt bột vào trong đây. Anh chị thích ăn cay thì mình sẽ cho nhiều một tí, còn nếu không thích ăn cay thì mình giảm đường ớt lại. Sau đó thì cà phê, muỗng cà phê ở đây thì mình sử dụng cái muỗng loại nhỏ nè. Thì mình sử dụng đây là khoảng là 2 muỗng cà phê nha. Bột ngọt. Cái sa tế này thì mình sẽ rắc đều lên rồi mình hãy cho
sa tế này nó cũng có cái cay á các anh chị, cho nên mình sẽ, đây thì mình sẽ cho ở đây tầm khoảng là 1 đến 2 muỗng nha. Nếu các anh chị mà chúng ta thích ăn sả bầm á, thì ở đây thì mình sẽ cho thêm sả bầm nha các anh chị. Sả bầm này mình bầm nhuyễn ra, mình sẽ cho 1 đến 2 muỗng cũng được. Tại vì nếu mình cho nhiều quá thì hồi mình chiên, khi mình chiên hoặc là mình nướng nó sẽ bị khét á, không ngon. Cái này thích thì mình cho, không thích thì nãy đã có nước sả rồi, không sao hết ha. Tiếp theo đó thì mình sẽ cho cái bột cà ri. Bột cà ri hay ngũ vị hương gì cũng được hết luôn các chị. Thì mình sẽ cho ở đây 2 muỗng nhỏ, mình cho nó thơm á. Với lại hồi nó sẽ có cái màu á. Mình sẽ cho thêm một ít bột nghệ nữa nhé các anh chị, có cái màu nó đẹp. Còn nếu không có bột nghệ thì cũng được luôn. Ở đây thì mình sẽ cho cái phần sữa tươi không đường. Mình sẽ cho nó thơm á. Chừng khoảng là một muỗng cà phê thôi các anh chị. Ở đây mình sẽ ăn với phần thêm muối, cho nên mình sẽ cho ở đây là tổng khoảng là 3 muỗng muối nha các chị. Cho thêm vào trong đây một ít dầu hào. Sẽ cho vào một muỗng cà phê dầu hào và mình trộn chung. Thì ở đây thì các anh chị mình có thể nêm thử á. Nó hơi mặn hơn so với các vị nêm thức ăn thường ngày của mình. Thì mình muốn ăn nhạt thì mình cho vào thịt là nó vừa. Còn nếu các anh chị nào mà thích ăn mặn thì mình sẽ tăng cái lượng muối lên chút nha. Đây mình sẽ cho 3 muỗng cà phê muối đó các anh chị. Mình cho 3 muỗng cà phê muối này khoảng là tầm khoảng là 70g. Khi cho vào trong đây mình nêm, mình sẽ cho một ít cái phần nước chanh vào. Nó tầm khoảng là một muỗng á, nước chanh á. Thì mình cho vào khi mình chiên lên rất giòn hoặc là khi mình nướng đó các anh chị, thì cái phần thịt này nó được giòn và nó ngon. Mình sau khi mình ướp xong mình để tầm khoảng là 4-5 tiếng hoặc là mình để qua đêm cũng được. Rồi sau đó thì mình muốn ăn nướng thì mình khỏi thì phơi nắng. Còn nếu mà các anh chị nêm phơi nắng cũng được, mình phơi chừng nắng 2 nắng gì á, tặng mình nó ngon hơn. Ở đây sau khi mình ướp nó đều thấm hết gia vị rồi nè các anh chị, thì mình sẽ gấp ra một cái này, nó đầy quá mình gấp ra một cái thau khác để mình ướp nha.
Rồi sau khi mình ướp xong mà đổ cho cái khung hoặc cái thau gì hết chị, mình để trong ngăn mát tủ lạnh mình ướp khoảng là 4-5 tiếng nha. Thì các anh chị nè, chúng ta nướng thì mình khỏi phơi nắng, còn nếu mà không mình không thích nướng ăn tươi như thế này thì mình tươi để mình chiên á, thì mình có thể là mình phơi 1-2 nắng để mình để trong cái ngăn đá tủ lạnh á, mình ăn dần cũng được. Đó, rất là ngon á các anh chị. Bây giờ thì mình sẽ để trò vào trong ngăn lạnh của tủ lạnh nha. Như thế là mình đã làm xong cái món thịt xương nửa cái phần muối xả ngày hôm nay rồi đó các bạn các anh chị. Còn bây giờ thì mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn các anh chị trong những video tiếp theo của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.